Hàng Nhật Bãi Tới Dương. Xin kính chào toàn thể các bác đã đến với kênh Hàng Nhật Bãi Tới Dương. Hôm nay cửa hàng em có về một số chiếc lồi cơm điện hệ cao tần áp suất bi các bác nhé. Hôm nay là về toàn dòng hàng VIP thôi các bác. Em sẽ lướt qua một lượt rồi báo giá cụ thể các bác từng chiếc lồi VIP một để các bác lựa chọn cho mình. Đây là em có hai chiếc bếp từ đơn hãng Zamen dòng IH có giá là 1.000.000 đồng một chiếc, bác nào yêu thích thì liên hệ với em. Bây giờ em sang các bác, đây là một chiếc tô vuông. Các bác nhìn này, đây là chiếc tô vuông. Con này là màu trắng sứ. Xoong của nó rất dày và lặng, lòng xoắn. Các bác nhìn này, quá đẹp luôn. Để mà độ xuất sắc của nó thì bác nào mà khi sử dụng dòng lồi tô vuông này rồi thì các bác biết. Con này hai đáy này, con này dày 11 lớp các bác nhé, lặng chĩu tay luôn. Các bác thấy quá đẹp. Con này là đời 2013, đẹp long lanh luôn, quá đẹp. Các bác nhìn này, gioăng của nó này, gioăng xanh nét các bác nhé. Áp suất bi, các bác nhìn này, em quay chi tiết từng góc cạnh một cho các bác xem. Con này con đời 2013, quá đẹp long lanh luôn, con là con tô vuông các bác nhé. Con này là có mã là AC 10 VQG. Con này là con dòng IH, con tô vuông hút chân không, áp suất bi hút chân không các bác nhé. Con này em báo giá luôn, con này là có giá là 2.800.000 không bao ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em, tất cả viền miếc lốc nước thân thể là gần như là tròn trịa, không sạch sẽ, không một tí vết. Đấy, quá đỉnh. Con này em báo giá luôn thì con này là con 105, có giá là 2.800.000 không bao ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác để các bác xem. Bây giờ em sang các bác, đây là con Pala. Con Pala này là con RSR SU 103 E5, con Paralix. Con này là con công nước bù ẩm các bác nhé. Các bác nhìn xoong này, ống ánh kim tuyến, quá đỉnh luôn. Các bác nhìn này, về lòng xoong gioăng miễn chê, rất chi là ok, quá đẹp luôn. Các bác nhìn này, con này là hệ chức năng full, chức năng phun các bác nhé, câu nước bù ẩm này, con Pala này quá đẹp luôn, ống ánh luôn, nốc sáng choang bao viền. Gần như là hàng mới cứng luôn các bác nhé, gần như mới cứng luôn. Em cho các bác xem này, màn hình nét các bác nhìn này,
mới gọi là kính, gần như là kính quang luôn, thân vỏ tròn trịa, không méo móp, không xất xước. Đấy, con này bao zin toàn bộ luôn, hình thức đẹp, nấu cơm ngon và nhiều chế độ, cơm cháy, cơm gạo lứt, cơm nấu chi su, rồi nhiều tính năng hết, có cả tách đường các bác nhé, tính năng tách đường. Con này em báo giá luôn, con này là có giá là 3,5 triệu. Bác nào yêu thích liên hệ với em, hàng VIP các bác nhé. Các bác nhìn này, nó là hàng VIP đẹp tròn trịa, con này có giá là 3,5 triệu. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em. Bây giờ em sang các bác, đây là con Rossi, Rossi voi. Con này là cũng dòng IH, con này đời quá là cao, con này đời 2018 các bác nhé, con này đời 2018, con này hàng VIP. Các bác nhìn này, son của nó thì là miễn chê luôn, vua đầu bếp các bác, Rossi, vỏ màu tím, bao zin vỏ, gần như là vỏ mép là tròn trịa. Về lòng, con này là chức năng full, nhiệt tỏa xung quanh, chín phun từ trên xuống, hai lắp. Các bác nhìn này, đấy, em mới test xong, nét căng luôn, xoay gương cả trần nhà em luôn, quá đẹp. Để mà dòng này nó là dòng đẳng cấp rồi, giòn xanh nhất các bác nhé. Về giòn của nó thì miễn chê luôn, em cho các bác xem này, giòn này, giòn xanh nhất không tì vết. Con này nấu cơm đẳng cấp, nó là dòng đẳng cấp rồi. Bác nào yêu thích cái dòng này thì là mà đang sử dụng những cái dòng này thì các bác biết dòng này nó là dòng thương hiệu và có tên tuổi trên thị trường, Rossi, quá đỉnh. Áp suất bi, chức năng phun nhiệt tỏa lung quanh. Con Rossi này, mặt của nó đây, đây đây đằng sau này có hơi bong túi bóng, lớp túi bóng một tí này, túi bóng thôi nhé, dây bóng nhé, dây bóng dán thôi, không vấn đề gì. Màn hình nét, con này là có chức năng tách đường các bác nhé, chức năng rất nhiều chức năng, con này là đời rất là thông minh. Con mã L Watt GB 10 các bác nhé. Đấy, tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Con này em báo giá luôn, con này là có giá 3,5 triệu, không bao ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em. Con VIP này, con này đời 2018 các bác nhé, có giá là 3,5 triệu, không bao ship. Bác nào yêu thích thì cứ liên hệ với em. Bây giờ em sang các bác, đây là con tô bầu, con này xoang dày, dặn đẹp, lòng xoắn, quá là đỉnh luôn. Riêng hàng tuyển của em là con nào cũng đẹp, đẹp từng chi tiết một các bác nhé. Các bác nhìn này, xoang hai đáy, các bác nhìn này, gần như là không tì vết, quá là đỉnh rồi. Các bác nhìn này, bây em cho các bác xem này, con này bao toàn bộ vỏ, thân vỏ không có xất xước, không có méo va đập, tròn trịa, lòng sáng choang luôn. Đấy, lòng này không tì vết. Áp suất bi các bác nhé. Dòng này là nấu cơm rất là đỉnh ấy, đỉnh cao đấy. Dòng tô thì dòng áp suất con nào cũng là dòng đỉnh rồi. Con này là mã là 108 các bác nhé, mã 108.
Đây là bọc giấy bóng vẫn đang chưa lau sạch sẽ. Con này gần như mới kính quang luôn. Các bác nhìn này, màn hình LED. Dòng IH mới kính quang luôn. Lắp là Vân Hoa. Tròn trịa. Thân vỏ không tì vết, không có một vết xước. Quá đẹp luôn, con IH này. Tô bầu này. Dòng IH này. Con này em báo giá luôn, con này là có giá là 2 triệu 6. Không bao ship, bạn nào yêu thích thì liên hệ với em. Đấy. Em báo giá là giá không bao ship, bán ra tại tại cửa hàng và giá rất chi là ưu đãi cho bác nào quan tâm dòng sản phẩm. Nên cửa hàng em thì có rất nhiều sản phẩm. Bác nào quan tâm đến dòng bình thủy, rồi quạt điện, rồi bếp từ, bếp ga, rồi đồng hồ treo tường thì liên hệ với em. Em có đủ các dòng sản phẩm để cho các bác lựa chọn cho mình. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em qua số điện thoại 0975 067846. Zalo của em là 0975 067846. Em sẽ liên hệ trực tiếp với các bác và gửi video hình ảnh trung thực nhất để các bác lựa chọn cho mình những sản phẩm mà mình yêu thích nhất. Hẹn các bác ở clip sau.